Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Và trong video ngày hôm nay, em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn là một số hình ảnh của đường phố Nha Trang về đêm, những con đường thân quen của Nha Trang nha quý vị. Video này em thực hiện được hôm nay vào buổi tối ngày 7 tháng 9 năm 2023. Thời tiết Nha Trang hôm nay ban ngày trời vẫn nắng nóng này, và lúc chiều á, chiều thì trời có mưa ở một số khu vực khác á, cho nên là ở Nha Trang thì không có mưa, nhưng mà ở nơi khác họ ở các huyện khác mưa á, cho nên là ở Nha Trang nó cũng mang cái khí hậu rất là mát mẻ. Vì giờ này đi ra đường là cảm giác là lạnh luôn á, trời gió kiểu như là se se lạnh như mùa đông ấy. Em di chuyển qua đây là những hình ảnh của con đường Lê Thánh Tôn, con đường hướng đi xuống khu vực trung tâm. Hướng này sẽ xuống tháp Trầm Hương cũng như là khu vực của quảng trường của mình. Giờ em sẽ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường Nguyễn Thiện Thục nha. Con đường được mệnh danh khu phố Tây của thành phố Nha Trang. Xem thử tình hình trong những ngày sau lễ 2/9 thì khu vực ở trung tâm cũng như các con đường khu phố Tây nó còn nhộn nhịp hay không quý vị. Và cái chứng hình quý vị đó là cái quán cà phê Highland Coffee ở phía dưới của tòa nhà Vincom Plaza nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Ngay góc này là ngã ba đường Lê Thánh Tôn với con đường Nguyễn Thiện Thục. Và em đang di chuyển qua đây là những hình ảnh của đường Nguyễn Thiện Thục. Con đường được mệnh danh là khu phố Tây của thành phố Nha Trang. Ngày nay nó là con đường một chiều. Và lúc trước thì con đường này nó có tên là đường Lê Văn Việt quý vị. Ngay chỗ này là một cái siêu thị đặc sản Hương Đà nè, nằm ở số 2 của đường Nguyễn Thiện Thục thành phố Nha Trang. Mặt bằng khá là rộng. Chỗ này cũng có quán cà phê, và bên kia đó là cái Media Nha Trang của Winburn. Ở đây là những hình ảnh của cái khách sạn Melia của Winburn quý vị, nằm ở mé bên hông của tòa nhà Vincom Plaza trên đường Lê Thánh Tôn, nằm mé bên con đường của con đường Nguyễn Thị Thục. Rồi giờ này gió lạnh lạnh quá đã luôn quý vị. Ở đây là một cái quán cà phê ở số 2 Nguyễn Thị Thục, Olivia. Đây, cái này là Media Vinpearl Nha Trang Empire. Cái khách sạn này đa số là khách, khách Tây ở nhiều. Ở khách sạn đây nó rất là gần với trung tâm của thành phố, đi ra phố rất là gần. Nó đối diện với cái tòa nhà Hit Building, Hood Building của Nha Trang đúng không vậy? Ở số 5, đây chỗ này là số 4 Nguyễn Thiện Thục. Và nó mặt tiền bên kia của tòa nhà này là số 5 Tô Hiến Thành. Con đường Nguyễn Thiện Thục này tính ra thì nó vắng hơn, vẫn vắng hơn so với con đường Tô Hiến Thành. Hiện tại con đường Tô Hiến Thành nó lại nhộn nhịp hơn quý vị. Nguyễn Thiện Thục thì từ lúc ảnh hưởng dịch tới nay thì nó vắng hẳn đi. Một số cửa hàng thì họ vẫn mở cửa trở lại rồi, các cái quán ăn, cái quán nhậu, nhưng mà cái lượng nó cũng không có đông đúc cho lắm. Chỗ này có cái quán nuôi cháo ở số 10 Nguyễn Thiện Thục. Trước là những cái quán hải sản nhộn nhịp trên con đường này. Ngay góc này là chứng hình này là con đường Bạch Đằng giao với đường Nguyễn Thiện Thục. Ở ngay góc này là một cái khách sạn quốc tế hotel tiêu chuẩn 2 sao vậy. Ngay góc này là rất là nhiều những cái chiếc xích lô nè, khu vực tập kết của xe xích lô. Để bên tay phải là quý vị sẽ đi qua con đường Bạch Đằng.
Ngay chỗ này bên tay trái của chú chị bạn có một cái hẻm, đó là cái hẻm số 11 của đường Nguyễn Thiện Thục. Em thấy cũng khách du lịch rồi hay ghé chỗ cái hẻm này lắm. Cái hẻm này là chuyên tập hợp các vị khách Tây, khách Kazakhstan. Cái quán khá là đông khách Tây á. Trong này là đa số là hẻm số 11 này cũng khá là đông, khá là nhiều những cái quán ăn uống, nó cũng rộng vậy. Nó đi thẳng thì ra giao lại với con đường giao lại với con đường Hùng Vương. Ở đây có các căn hộ nữa nè, nem, chỗ này có quán nem. Qua đây thì nó thuộc hẻm của đường Hùng Vương rồi. Nó là hẻm 46 của con đường Hùng Vương. Hồi nãy bên kia là hẻm số 11 của đường Nguyễn Thiện Thục. Và ngay vị trí này là đối diện với chợ đêm đúng không vậy? Giao lại với con đường Hùng Vương. Này, phía bên kia là chợ đêm. Vương này nó là đường một chiều vậy, cho nên là không có đi ngược lại được. Em mời các chú các bạn đi quần qua lại chỗ này. Con đường Hùng Vương này cũng là một trong những con đường mệnh danh khu phố Tây của thành phố Nha Trang. Nó là con đường một chiều. Và dọc trên đường này thì có các cái nhà hàng. Ở chỗ này là có các chan spa. Rồi bên tay phải vì đó là cái tòa nhà AB Central Square. Hôm nay thì có các cái địa điểm ăn uống, cà phê, các cái món bò luôn, bò nướng luôn á. Hướng này là đi vào cái bãi đậu xe của tòa nhà nè. Cái này để bên tay phải là hướng đi vào tầng hầm đậu xe này. Cái tòa nhà này nó ba mặt tiền luôn vậy. Mặt tiền đường Hùng Vương lúc nãy nè, rồi qua mấy bên này là nó mặt tiền của con đường Trần Phú và con đường Lê Thánh Tôn. Đây, mặt tiền của bên đường Trần Phú nè, có những xào bánh hò này bắt đầu bán bánh trung thu rồi. Mấy bên này thì có khu vui chơi dành cho chị em, xe điện. Chỗ này cho thuê xe điện mắc lắm rồi, phải ít nhất là 50.000 trở lên đó. Làm ra đây là một xây của đường Lê Thánh Tôn với con đường Trần Phú á. Không có lăn nữa chứ. Rộng ràng quá ha.
chúng hình của chú trên bàn đó là những hình ảnh của con đường Trần Phú, con đường đại lộ Duy Tân ngày xưa. Khu vực này là trung tâm của thành phố Nha Trang về đêm quý vị. Khu vực quảng trường 2 tháng 4, chợ đêm và tháp Trầm Hương cũng như là hội trường. Đây là hãng xe taxi xanh của bên VinFast, tổng đài là 1900-2088 quý vị. Và ngay vị trí này là chợ đêm. Chợ đêm khá là nhộn nhịp, đa số là khách nước ngoài. Đang đến Nha Trang du lịch đông lắm rồi. Và mé bên kia là quảng trường 2 tháng 4. Quảng trường hiện tại là có 4 cái trụ đèn ở ngoài, rất là sáng luôn rồi. Bây giờ họ chỉ tiết kiệm điện, họ bật chỉ một cái trụ thôi, bật một trụ đèn thôi là đã thấy sáng hết khu vực của quảng trường rồi. Có chương trình lễ đâu gì đó, nếu như họ bật hết 4 cái trụ là hết sáng rực hết cả cái khu vực ở quảng trường này luôn đó. Trụ cờ cũng rất đẹp, trụ cờ giờ vô mé bên trong rồi. Góc này là đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với công viên thành phố. Không khí của khu vực trung tâm Nha Trang vào những ngày sau lễ cũng khá là nhộn nhịp. Đó, bây giờ cảm giác như khu vực của quảng trường 2 tháng 4 nó rộng hơn quý vị. Lúc trước ngay chỗ này là cái cột cờ này, nó rất là vướng luôn. Và những cái bồn hoa, bây giờ bồn hoa đập hết, làm bằng cái thảm cỏ nên nó thoáng. Cảm giác khi quảng trường nó rộng hơn rất là nhiều. Nó trụ cờ được di chuyển qua mé bên ngoài sát mé biển rồi. Khách cũng như người dân rồi đang dạo. Bên kia là hội trường. Chơi không?
chơi không hay về? Về hả? Về hay vô chơi? Nói gì chơi hả? Có cái trụ đèn sáng kinh khủng không vậy? Với cái khách sạn Lodge Hotel có muốn lần này mình Trung thu rồi, nó là rộn ràng đi. Chưa tới Trung thu mà đã thấy rộn ràng rồi. Thầy lăng của mấy em nhỏ. Đây của con đường Trần Phú là tòa nhà Havana cũng như là cái Paradise Club với cái Havana Club. Giờ này mình ra biển ngồi chắc mát lạnh luôn quý vị ơi. Đi dạo trên cái đường này cũng đã thấy mát rồi. Ra biển ngồi một cặp là mát lạnh luôn á. Gió riu riu nữa, giống như là mùa đông vậy. Khí hậu bắt đầu khách hè rồi, chuẩn bị chuyển sang thu rồi. Ngay góc này là đường Nguyễn Chánh với con đường Trần Phú, trước là Nguyễn Tri Phương. Góc này là khách sạn Sheraton các bạn.
Và góc đây là con đường Trần Bình Trọng giao với con đường Trần Phú. Chỗ này là cái tòa nhà Diamond Bay Hotel cũng như là trung tâm thương mại Nha Trang Center nữa. Và em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú, chị và các bạn đã xem video nhé. Xin trân trọng, mến chào, hẹn gặp lại.